Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng tọa Thích Thiện Tài. Kính thưa quý Phật tử, quý quyến thuộc, quý nhà hảo tâm trong và ngoài nước kính mến. Nói tiếp chương trình thiện sự lần trước, nhóm thiện nguyện chúng con vâng theo lời chỉ dạy của Thượng tọa Thích Thiện Tài. Chúng con tiếp tục đến thăm viếng và cúng dường các trưởng lão, chư tôn hòa thượng, phóng sanh hỗ trợ quà cho những hoàn cảnh nghèo khó khăn và trao thêm một số quà Tết cho những cụ già tại viện dưỡng lão. Vì để rút ngắn thời gian, cũng như để kịp thời chuyển tải những hình ảnh thiện sự này đến Thượng tọa cùng quý vị, nên chúng con thực hiện video không được chỉnh chu. Kính mong Thượng tọa cùng quý vị hoan hỷ cho chúng con. Sau đây, kính mời Thượng tọa cùng quý vị theo dõi những hình ảnh và video chúng con thực hiện trong đợt cúng dường và phát quà hỗ trợ lần thứ hai. Tại em
ngày xưa Tết cho thầy. Mấy bữa tôi chết thì có hai nhỏ nó vô nó ngủ nó giữ thôi. Sợ lắm. Sợ bọt hành. Nó cũng không có hành. À con không bị hành. Nó hơi rêm rêm cái chân thôi. Dạ. Bữa trước thì chết mũi đầu nên nó quằn dữ lắm. Nó ra rút hoài rồi không mạnh á. Mũi thứ hai là không có, rồi không bữa thứ ba mới mình mọc tay nè. Không có, có mấy chết trước thầy. Này để cử ở nhà hai đứa nha. Đại tử ở đây hả? Đại tử ở đây mà nội, đại tử lên bỏ. Tôi đâu có biết rồi, hồi đó bây giờ nó đâu có giới thiệu đại tử. Trời con đâu biết, mới biết là không giới thiệu mới bây giờ mới nhìn. Nhưng mà nhìn đây nó con của thằng nó hơi làm cái đúng ra thì cũng nhớ cái hiện tại có một lần nó kêu quan tâm là đại tử nó quên chịu lên cây. À, đây cúng dường này cà. Qua đây, với cái hộ chiếu rồi làm giấy tờ nó lãnh đi Mỹ chơi rồi qua mệt mà mình không biết nói một tiếng nữa mà sao mình đi. Không lẽ ngồi ở nhà cũng không đại đâu biết tiếng nào biết lái xe đâu thì nó đâu có thời gian nó chở mình đi chơi. Yeah. Biết đi đâu không biết lái đâu thầy không biết lái luôn lái xe tôi đi được rồi tôi đâu có dính thì đi qua chơi gì vậy đâu có ông tại đâu có biết mấy cái đó ông không biết tiếng Anh ông không biết lái xe ông đi bộ mà qua ông dẫn ông đi bộ không lẽ là ông mặc cho lắm mình đi chơi hoài vừa đi chơi vừa đóng tiền vẫn tiền máy bay rồi phải chở đi chơi. Trời, vậy là có mình thì dốt nữa, qua bển mình ngồi đó giờ người ta nói chuyện với mình không vừa ra dấu không nhận biết sao. Đây chúc mừng năm mới cho ông nha. Rồi, dạ. Chúc mừng năm mới cho tôi. Đó, đây. Dạ, môn Phật con chào thầy. Này, để tao biết rồi. Bên nay thì nó cũng do nó đi lì xì tình tác chống cho bản cái này là cúng dường sư phụ chút con thì đại diện nó đi bán cái này dạ con ở phường tư dạ. Dạ ngoài chỗ đông lạnh 2 tháng 9 đó thầy áp lên mình dạ. Này Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, tăng sinh của trường Trung cấp Phật học tỉnh Trà Vinh. Thì hôm nay Phật tử quý vị duyên để kính dâng một chút tình tạo đến đại chúng. Có Phật tử nhiều huệ và giác diệu pháp đến đây trước hội đảnh lễ cũng là chuẩn bị để có vui xuân đón Tết. Một người xin nói với chúng dường với thầy tu học ở tại đây và sắp sửa được chỉ tết để về chú xứ để Phật tử với người phát tâm để chúng dường cũng tình bài để nhà duyên duyên để tạo công đức lành xin tất cả đại chúng để hồi hướng chứng minh cho nam mô a di đà Phật. Dạ, đặng con quay ra. Thank you.
Dạ dạ thầy ngồi đi thầy. Này là con bên Hồng ở Lâm Bình là hàng vợ chồng nó chưa để tử của thầy Tài. Thầy mặc á. Dạ không mình nè, thầy Tài mừng các cho thầy. Với con biết nhiều nữa thì ngoài trường này không có nếu có điện về mới gửi lời thăm hết nước Mỹ tụi luôn cả tập thấm luôn nha. Yeah. Yeah. Thầy sống bao nhiêu tuổi thì nói gì? Sống tới năm 30. Năm 30 phải không? Rồi, cái này là cần cúng dường thầy này là cho nó cúng này của thầy. Cái này thầy giúp nước đi. Tháo nữa coi thầy. Dạ được rồi. Dạ nãy giờ con không giải đợi thầy kính ra lộ rồi. Dạ dạ dạ. Rồi thôi chúc được khỏe hết nha. Dạ. Rồi. Dạ trái con nhớ lì xì con nha. Dạ chuẩn bị lì xì vậy. Chuẩn bị lì xì con có con tay. Rồi rồi. Dạ. Chùa Như Thành, ấp Lò Ngò, xã Sông Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. Thiền môn nghiêm tịnh. Bây giờ vào đây để dự một cái buổi lễ phóng sanh với lại phát quà cho một số quý vị lớn tuổi ha. Tam bảo nhất tâm niệm Phật.
chúng con cũng xin hồi hướng công đức cầu an hiện tình hiện tiền gia đình Phật tử tại chân, cầu an cho con là tự Thái Hào sinh ngày mùng 7 tháng 4 năm 2005 mừng 6 tuổi. Cầu Tam Bảo Đức Minh Gia Hội Thiền Đệ Tử Thái Hào Trưởng Thừa Tam Bảo Lực Công Đức Phóng Sanh Sư Tội Tiên Nguyện Tập Định Tai Ác Tư Trừ Nhân Công Đức Ngày Đồng Thả Tâm Hướng Về Tam Bảo chúng con cũng xin hồi hướng công đức tỳ kheo hương linh trần văn nam hướng thọ 87 tuổi và cũng nhân đây hồi hướng cầu nguyện cố quyền thất tố gia tiên hội đẳng hương linh cùng tất cả hương linh dòng thân vì đã dịch bệnh covid 19 trên thế giới thượng thừa công đức này bất thoát ưu đời siêu thanh đức lạc và chúng con cũng nguyện nương ơi lực tam bảo công đức này sinh hồi hướng tây phương trang nguyên phật tịnh độ trên đền bốn ơn nặng dưới tu khổ ba đường hưởng sinh hồi hướng tất cả quan gia chơi chữ trong nhiều đời nhiều kiếp của chúng đệ tử quá giải âm chiều dương thái thế giới chúng sanh đồng thiên chúng chi. Nam mô Phật Quang Thượng Trụ Tam Bảo. Nam mô Phật Quang Thượng Trụ Tam Bảo. Nam mô Phật Quang Thượng Trụ Tam Bảo. Bát đạo chúng tính nay phải sanh tử luân hồi ra vào trong mê biến nghiệp
Đến nay các vị đã mang thân làm chức tranh thân mà sống chết mong manh giới trên giao thết. Hôm nay quý vị có nhân viên làm với Phật Pháp được quý vị đồng tu mong các vị về để sớm nói quý vị và cùng quý vị niệm Phật A Di Đà với cầu dẫn thân về thế giới cực lạc. Hôm nay các vị đi với Đức Phật A Di Đà được một pháp danh là Diệu Âm. Ta ghi dẫn thân về cực lạc là một cái hiệu là Diệu Âm Như Lai. Này ta loài chúng sanh kia đang ơi đang nhờ cho khi bỏ thân xúc sanh hướng tâm về tam bảo được trở lại làm người. Tháng hàn gió biên thành bước dài hồi hướng còn nguyện pháp giữa chữ chúng sanh tộc giác vô lượng quán Phật xa quyền biểu tác chức trừ phiền não nguyện đạt trí huệ chất minh điều tâm tiêu cơ thế thế thường hàng Bồ Tát đạo nguyện tâm thấy vương tinh độ chúng tổ phật liệt phá di tổ bao quả khai viên pháp ngộ vô sanh bậc soi Bồ Tát di ban đời miễn di thứ tâm đời thiên ngã đạt giờ dũng sanh giải công thành và tăng đạo tên nguyện chúng sanh để theo đạo cả phát lòng vô thường tự quý và xin nguyện chúng sanh thấu rõ tinh tà trí về như vị tự quý tâm xin nguyện chúng sanh tâm lý giải chùa tất cả không ngại trong bước đây
Anh Hoàng đây nè. Anh Hoàng này, anh Hoàng này, con anh Hoàng lên đó. Đấy vậy đó. Dạ, sao thằng Quy thì dạy ấm hơn, giọng gái nhẫn hơn. Đâu có ba đứa. Trai giữa dạy trường cầu quan, trai lớn thì trường đỉnh học. Mẹ đến gái về thành cái vườn, xem mẹ trai lớn thôi để đi dạy. Đi trình diễn sư phụ, rồi anh chắn không đi được. Dạ mà trời. Rồi giờ phát quà phải không? Dạ. Yeah.
Đây quà nè, là Tết, nhắm hết hàng này. Đi giả miền thật đi nè. Bây giờ mới thăm xuống rồi, đáng miền thật thăm xuống chúng tôi cũng nè. Một lần. Dạ thế. Ai đi đặt là chẳng có cây mỏng. Gì nữa? Ôi trời ơi, tưởng ai nè. Đem quà cho nè. Xin là có những gì đây. Cái thùng là gì vậy? Dạ tuổi tuổi tư hả? Không có, ngoài kiểu như là để thì là quyên góp mình cũng như người báo cáo vậy thôi. Còn nếu mà quay YouTube thì nhiều người mạnh thường quân người ta thấy, người ta hỗ trợ thêm cũng tốt. Dạ. Đâu 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 gạch đâu. Liệu nghe coi chứ. Ê thật đấy. Ê thật đấy. Không, bà này chưa liệu đâu. Chưa liệu. Hỏi con kìa mới liệu. Hỏi con hả? Không, không có hai phần luôn gửi chưa mà. Đấy chưa được ba ngày đó ngày cái ba ngày này qua chút rồi qua tết cho vô ăn tết cho mau lớn mau còn còn phần gửi đây luôn đi chứ luôn. Đây có không? Kìa có ông bà cụ kìa. Cho con đi. Bà cụ hồi nãy thầy ấy kìa. Thầy làm rồi. Hồi nãy em gửi một phần rồi đó. Chứ ăn sáng đi đánh nhà cho vui. Còn ăn hết. Không. Có ai đi nè mà cái đi nè mà. Dạ. Dạ. À mới con tái mà giờ có con nó đâu mà đâu. Đó cái đâu ai đi nè mà cái đi nè mà. Dạ. Vậy Thank you.
phải không? Cái thầy hướng dẫn thầy cô cho nhiều, những thầy cô nhiều. Ở dưới không bạn? Dạ. Mời thượng tọa cùng quý Phật tử, quý quyến thuộc, quý nhà hảo tâm xa gần đón theo dõi video thiện sự lần 3 chúng con thực hiện trong những ngày sắp tới. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh.